em lại liên tục lên sóng giới thiệu một cái bộ dàn rẻ để cho các bác về làm loa vi tính này, làm loa điện thoại này, làm loa TV này, hoặc là làm loa Bluetooth. Đấy, kết nối tất cả đều qua cổng này là cổng 3.5 các bác nhá. Đấy, bộ dàn của hãng Victor, con này được chơi được rất nhiều thể loại nhạc, trữ tình, remix, đàn DJ đều chơi ok, trong cái tầm giá dưới 1 triệu các bác nhá. Cụ thể là con này em bán giá là 860.000 đồng thôi. 860.000 đồng thôi. Đấy các bác nhá. Rất rẻ. Và bán cho các chơi với tính năng với liệt kê. Còn đĩa đấy, con này kén đĩa rồi các bác nhá. Đĩa thì vẫn chơi được nhưng mà nó kén rồi. Đấy, cơ thì vẫn ra vào đây. Nhưng mắt đĩa nó đắt, mắt đọc nó vấp cho nên là em bỏ qua tính năng về phần đĩa các bác nhá. Và chỉ bán cho các bác với tính năng là chơi mỗi điện thoại, máy tính, TV, Bluetooth thôi. Đấy, các bác chơi Bluetooth mua thêm cục ngoài nhá. Tổng thể hình thức thì ở phía sau hơi xấu, nhưng ở mặt trước thì ok. Đèn này thì 7 sắc cầu bồng thay đổi rồi các bác nhá. Em tắt một cái điện đi cho nó rõ này. Đấy, rất nhiều màu này. Đấy, bây giờ em quay hình thức tổng thể cho các bác xem trước nhá. Sau đó em sẽ test chiếc đồng. Đây, mặt trên này. Đấy. Nói chung với cái tầm giá này thì nó không thể nào đẹp xuất sắc đâu các bác nhá. Đấy, tuy nhiên thì về cơ bản là thùng vách vẫn là tương đối ok. Mặt tiền là đẹp. Loa hay căng đầy đủ các bác nhá. Hay căng em vừa mới giặt em để ngoài kia em chưa mang vào. Đây, mặt trước của loa đây. Mặt trước của đầu máy. Chỗ này hơi chầy nhẹ một tí này. Các bác mua làm loa vi tính, làm loa laptop, bày ở cái phòng làm việc nhỏ nhỏ của mình, xinh xinh của mình thì rất là thích hợp. Đặc biệt con này tiếng âm của nó cũng rất hay trong cái tầm giá. Trong tầm giá dưới 1 triệu chắc chả có bộ nào hay được như bộ này đâu. Chẳng qua nó còn mỗi chức năng chơi điện thoại, máy tính thì em bán rẻ để các bác chơi thôi. Đây phía sau các bác nhá, phía sau loa nó hơi xấu một tí. Đây anh em nhìn thấy nhá. Nó hơi xấu một tí, nó không được đẹp lắm. Nói chung phía sau thì chắc cũng không quá quan trọng anh em nhỉ. Chỉ là mình chơi mặt tiền thôi. Đấy, dây cắm điện thoại, máy tính em cắm vào đây. Dây loa thì đấu đúng màu đen đỏ giúp em nhá. Đấu đúng màu để cho ra được cái tiếng bass nó hay. Đấy. Cách sử dụng thì đơn giản lắm. Nút khởi động nguồn, nút power này nhá. Đấy. Thế còn tăng giảm âm lượng ở đây. Đấy. Đây rồi, AUX các bạn ấn vào đây để chơi AUX. Đây, ấn đây để chơi AUX nhá. Đấy, ấn nút này là được nha, là chơi AUX nhá. Đấy, mỗi thế thôi là anh em có thể chơi rồi. Chiếc đơn của dòng này thì nó chưa được đa thử ở nhà. Đấy, mà giá thì quá rẻ, chỉ có 860.000 đồng thôi, xin lỗi, 860.000 đồng. Giá bán chưa bao gồm phụ kiện, tức là chưa có đổi nguồn và dây jack. Đấy. Anh em nào mua thêm phụ kiện thì báo em nha, em sẽ có tư vấn giá phụ kiện cho các bác. Phụ kiện nó cũng rẻ thôi, không đắt đâu, khoảng hơn 100.000 tí thôi. Rồi bây giờ thì em sẽ phép test chiếc đơn nha. Bộ dàn này thì anh em nào mua liên hệ với Zalo của em 0975 575 262 anh em nhé. Anh em chú ý nhé, tất cả các đơn hàng chuyển đủ em đều miễn phí giao hàng. Chính sách bên em là như vậy. Các đơn chuyển cọc các bác cọc trước 300. Với các đơn chuyển cọc thì các bác giả tiền phí giao hàng. Rồi, em xin cảm ơn. Video tại đây, bác nào chốt hàng liên hệ với em từ Zalo 0975 575 262. Xin cảm ơn tất cả anh em.